Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình, kênh Tiến Lưới Stock. Hôm nay thì kết thúc phiên giao dịch, thị trường chung của chúng ta còn một phiên là phục hồi với thanh khoản nhỏ, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ thì anh chị có thể là băn khoăn ở chỗ là nếu như anh chị có tiền hoặc là anh chị vừa rồi mà thoát hàng ở vùng 1080 hoặc là anh chị hiện tại còn sức mua thì anh chị sẽ băn khoăn một điều là chúng ta sẽ cần những cái điều kiện tiếp theo như thế nào để chúng ta có thể tham gia trở lại thị trường. Đấy, thì ở trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị những cái vấn đề như vậy. Tất nhiên anh chị lưu ý rằng là tất cả những phân tích nhận định ở trong video trên kênh YouTube hiện tại của mình thì anh chị lưu ý rằng là đều là những phân tích dựa trên quan điểm cá nhân của mình, dựa vào khối lượng và giá, nó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Do đó anh chị cần phải cân nhắc trước khi xem xét đưa ra những quyết định đầu tư, đúng không ạ? Đấy, thì đó là điều đầu tiên mình cân nhắc với anh chị. Đầu tiên thì về cái phiên hôm nay chúng ta thấy rằng là một cái phiên phục hồi. Phiên phục hồi hôm nay thì ở cái video cuối tuần vừa rồi mình có chia sẻ với anh chị rồi. Ở đó là gì ạ? Nếu chúng ta vẽ cái đáy của tháng 11 năm 2022 đến cái đáy của tháng 3 vừa rồi, 21 tháng 3 vừa rồi, thì nếu như anh chị kẻ cái đường này lại á, thì anh chị sẽ được một đường trend tăng trung hạn. Và mình có nói ở video cuối tuần là gì ạ? Nếu như mà nó thủng cái đường trend tăng trung hạn này á thì anh chị nên xem xét thì anh chị phải thoát hết hàng. Còn nếu như đó là nếu như giảm cái gì nhá, đó là mình nói ở phiên video thứ sáu vừa rồi, đúng không ạ? Còn nếu như nó chạm ở đường trend giả trend tăng trung hạn này và nó rút chân lên được thì anh chị có thể vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Đấy, thì đó là những cái chiến lược mà mình đã đưa ra với anh chị ở trong video cuối tuần vừa rồi. Đấy, còn với một cái phiên như hôm nay thì chúng ta thấy rồi, nếu như anh chị kể đấy thì anh chị thấy rằng là cái đường trend tăng trung hạn này thì hôm nay thị trường chúng nhúng về ngay cái vùng 1049.11. Ở video cuối tuần thì mình nói với anh chị là có thể là nó sẽ nhúng về 1048 đến 1050 đấy, trong cái vùng đó thôi. Nhưng mà hôm nay là nó nhúng về 1049.11, anh chị thấy chưa? Thấy là nó rụt chân lên. Tuy nhiên thì nó có một cái ưu điểm của phiên hôm nay, đó là khối lượng nó nhỏ. Tuy nhiên mà nhược điểm đấy thì cái biến nó không lớn. Đấy, biến nó không lớn, thường nó phải rút chân cao hơn nửa thì nó ok hơn. Đóng cửa ngay hôm nay thì đóng cửa ngay 50 ngày thôi. Tăng 0,1% là một mức tăng, thế này nó cũng tăng yếu thôi. Thì tí nữa mình sẽ trình bày về anh chị cái chiến lược tiếp theo để anh chị có thể giao dịch được. Đấy, thì có đầu tiên thì chúng ta đi vào tổng kết phiên giao dịch hôm nay một tí thì anh chị thấy rồi. Về mức đầu tiên chúng ta thấy là sụt giảm so với phiên hôm cuối tuần vừa rồi rất là nhiều. Hôm nay là 8.894 tỷ đồng. Đây là một cái nét tích cực, là một cái nét khối lượng giao dịch nhỏ này, thanh khoản nhỏ này, với mức đầu tiên là nhỏ anh chị này. Còn về khối lượng giao dịch anh chị thấy là trên sàn HOSE là chỉ có 453 triệu thôi, 453 triệu 785.270 cổ phiếu, là một mức thanh khoản, cái số lượng cổ phiếu nó sụt giảm. Đấy, còn về khối ngoại thì hôm nay chị nhìn ở đây thì anh chị thấy rằng là hôm nay khối ngoại cũng có một cái nét tích cực, đó là gì ạ? Quay trở lại mua ròng. Tuy nhiên đây là một cái nét, về cái mức độ thanh khoản của tham gia khối ngoại chúng ta không đánh giá nhiều đâu, nhưng đánh giá đây là chúng ta đánh giá về cái yếu tố tâm lý là chủ yếu, đúng không ạ? Hôm nay thì họ mua đâu đó là gần hơn 200 tỷ đồng, nhỏ nhưng mà đấy là về cái yếu tố tâm lý. Rồi, còn về các nhóm ngành tăng giảm anh chị xem đây, những cái này thì mình anh chị xem qua chế biến thủy sản, nông lâm ngư nghiệp này, chứng khoán này, vật liệu xây dựng thì hôm nay ngành thép và chứng khoán phục hồi cũng khá tốt, đúng không ạ? Chưa được trên 1% nhưng mà phục hồi là 0,88 và 0,83 vân vân thì cũng khá là tích cực này. Đấy, có những nhóm ngành giảm thì nó bằng chỉ có 10 nhóm ngành thôi trong 25 nhóm ngành. Đấy, thì cái này anh chị xem thêm nhé. Còn chúng ta quay trở lại với nội dung ở đấy á. Thì anh chị thấy rồi, hôm thứ sáu thì mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Nếu như anh chị vẽ cái này, và vẽ cái này thì anh chị thấy rằng là thị trường chúng ta đang giao dịch trong cái tiến dần về đỉnh của tam giác này. Và quan điểm của mình thì hôm nay là một phiên đầu tuần, nhưng mà ở phiên thứ sáu vừa rồi mình có chia sẻ anh chị là nhiều khả năng trong tuần này, tức là từ 17 cho đến 21 tháng 4, tức là trong tuần này, nó có thể là có một phiên break lên khỏi đường trend tăng, đường trend giảm này, tức là nó xu hướng tích cực break tăng cùng, nhưng mà sau phiên phục hồi này nó chết nổi lên yếu tố gì là an toàn nó gì ạ? Tí nữa mình sẽ chia sẻ với anh chị. Cùng có thể là sẽ gãy đường, nó thủng cái đường trend tăng trung hạn này. Đấy, thì nếu như nói về phiên hôm nay thì anh chị thấy rằng là mình cũng phân tích lại với anh chị rằng là V mình cho to lên anh chị nhé.
Về cái yếu tố tích cực á, thì một phiên mà đạp xuống ở vùng cung, ở đường cung cái gì nhá. Đường này nếu như anh chị theo về đấy thì anh chị biết rằng là đường này chúng ta vẽ từ cái đáy này này và cái đáy này lại thì chúng ta sẽ đang là đấy là gọi là đường cung. Thì khi điểm số chúng ta đạp xuống 1049.11 điểm thì đấy gọi là đạp xuống ngay vùng đường cung. Ở video cuối tuần thì mình nói anh chị là có thể là đạp xuống 1048 đến 1050. Nhưng mà ở phía hôm nay thì 1049 đúng không ạ? Đó, tức là nó nằm trong cái vùng mà chúng ta đã dự đoán. Thì là một phiên kéo lên, rút chân lên. Tuy nhiên cái biến độ dao động hôm nay là nó không được lớn lắm, không được lớn lắm. Tức là mức đóng cửa mặc dù là cao nhất phiên, gần như là cao nhất phiên. Cao nhất phiên là 1054 phải không? Đây là 1053.81. Gần như là cao nhất phiên rồi nhưng mà biến độ nó hơi hơi nhỏ. Kéo hơn một tí là ok. Đấy, và khối lượng hôm nay thì nó là nhỏ. Thì nếu như nói thì phiên hiện tại hôm nay thì nó cũng có những ưu điểm. Ưu điểm đó là khối lượng nhỏ và đóng cửa là gần như cao nhất phiên, nhưng mà nhược điểm là như nào, cái biến độ nó không lớn, biến độ nó cao hơn một tí nữa thì ok. Thế thì đó là về về những cái ưu nhược điểm. Về một nhược điểm nữa thì anh chị thấy rằng là như nào, nó mặc dù là một phiên tăng điểm nhưng mà đóng cửa ngay MA 50, nó không chinh phục, không vượt lên hòa hẳn MA 50 là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là nó vẫn giá vẫn còn nằm dưới MA 20 đấy, tầng MA 10 thì còn tầng 1065 này trên này. Thì anh chị lưu ý rằng là theo quan điểm mình nhá, thì nếu như tốt anh chị nhé, mình đang nói kịch bản tốt nhé, nếu như kịch bản tốt anh chị thấy rằng là phiên ngày mai nó có thể kéo lên đâu đó là vùng khoảng 1060 đấy, có thể là vượt MA 20 hoặc là nằm ngay MA 20 hoặc là dưới một tiền được. Nhưng mà sau đó là phiên thứ tư thứ năm nó có cả là cả phiên test lại, biến độ nhỏ, khối lượng nhỏ tiếp. Thì khoảng cuối tuần á, thì sẽ có những cái điểm chúng ta có thể mua được. Đây là đó về kịch bản tích cực. Tuy nhiên anh chị thấy rằng là cho những phiên hôm nay đó là kịch bản tích cực anh chị ạ, tức là nó vẫn đang còn dao động trong tam giác này. Còn nếu như mà nó nhá, nó có thể đi ngang ở đây và phiên ngày mai ngày kia mà nó vẫn là một phiên tăng giảm loanh quanh 0,1% thì chúng ta cảnh giác hết sức cẩn trọng, nó có thể vẫn tiếp tục gãy tiếp. Anh chị xem rất nhiều quá trình, anh chị xem những quá trình này, anh chị thấy này đấy, theo là quá trình nó nhá, nó đi ngang đây, nó sau phiên phục hồi thì anh chị cũng thấy rằng là nó có quá trình nhá, cân bằng lại, nó tẹt lại quá sớm, tức là sau phiên tẹt lại anh chị thấy rằng là khối lượng nó sau phiên tẹt và khối lượng nó giảm là một phiên giảm điểm thì thường là nó sẽ không thành công và nó sẽ giảm tiếp. Anh chị thấy đây đấy, anh chị thấy chưa, những cái phiên vừa rồi anh chị thấy là phiên thứ thứ hai ba tư năm thứ sáu tuần trước, thứ thứ ba vừa rồi phải không, thứ ba là một phiên rụt chân này, tuần vừa trước lại ba tư năm sáu đúng rồi, thứ ba tuần trước anh chị thấy là một phiên rụt chân, một phiên tẹt cung. Nhưng mà anh chị thấy rằng là sau phiên tẹt cung này thì anh chị thấy rằng là một phiên giảm điểm. Cái này thì mình đã chia sẻ với anh chị cách đây 2 tuần, tức là nội dung SOS 3 phiên tẹt lại á, thì sau phiên tẹt lại nó thường là phải một phiên tăng thì cửa sáng của các phiên tiếp theo mới ok được, nó sẽ tẹt tẹt lại một lần nữa. Nhưng mà anh chị thấy rằng là sau phiên này thì anh chị thấy rằng là nó vẫn là một phiên giảm và sau đó nó vẫn tiếp tục giảm đấy. Anh chị nhìn ở đây, anh chị thấy này, những cái giai đoạn sáu nó sáu những phiên giảm đạp xuống kéo lên, mà anh chị thấy rằng là như những quá trình này, anh chị nhìn thấy này đấy, anh chị thấy rằng nhá, như những quá trình này nhá, thì anh chị thấy là nhá, sau đó là quả phiên đạp là tẹt cung này, nhưng mà anh chị thấy rằng nhá, khối lượng nó lớn và kéo lên, nhưng mà phiên sau tăng, nhưng mà nó với sau phiên sau đó sau quá trình đó nó tẹt lại và không đạt á, thì nó vẫn tiếp tục gãy. Tất nhiên bối cảnh những mỗi giai đoạn nó khác nhau, và bối cảnh giai đoạn này anh chị biết rồi, đó là các ngân hàng của Mỹ phá sản các kiểu đấy. Anh chị xem đây cả quá trình đây, anh chị phải xem thấy nó thế này, sau một phiên thế này nó có trình phải tăng điểm này, tăng điểm sau đó có tẹt lại này, và tẹt lại đấy là khối lượng phải nhỏ và biến độ là nhỏ, thì xác nhận phía sau là anh chị tham gia nó thấy ok đấy. Tất nhiên anh chị sẽ tham khảo thêm cả tín hiệu ở chart 1 giờ đúng không ạ. Rất nhiều quá trình anh chị nhé, rất nhiều quá trình đấy, như quá trình này vậy, như phiên hôm nay anh chị lưu ý rằng là nó có thể giống quá trình này, mình nói cao có thể anh chị nhé. Đấy anh chị thấy rằng đây nó là phiên phục hồi này, tẹt lại này, phiên tẹt lại cũng khá ok này. Đấy, tất nhiên khối lượng nó hơi lớn một tí, nhưng mà anh chị thấy là phiên này đóng cửa cả nhân phiên, nhưng mà sau phiên tẹt cung này và tẹt lại đáy này thì anh chị thấy rằng nhá, là một phiên giảm, và sau một phiên tẹt cung một phiên giảm thì thường nó lại không thành công. Đấy anh chị thấy chưa. Đấy, và chúng ta thấy đấy nhá, sau phiên tẹt cung phải có một phiên là một phiên tăng nó ok. Đấy anh chị thấy chưa, đấy này, đấy sau một quá trình nhá, bứt lên này thì nó có quá trình tẹt lại này, và có quá trình tẹt lại có phiên tẹt cung khối lượng nhỏ anh chị này đấy, và sau đó một phiên tăng thì nó sẽ ok hơn đúng không ạ. Rất nhiều quá trình anh chị nhá, đấy như quá trình nào vậy, tẹt cung này, phiên nào phiên tẹt cung này,
sau phiên tẹt cung này anh chị thấy rằng là một phiên giảm đấy, thì nó thường là không tốt, không ổn. Thế thì anh chị xem lại tất cả những chiến thuật như vậy. Thì với góc độ như thế này thì dưới với quan điểm của mình thì chúng ta nên chờ chờ nếu như phiên mai nó phiên một phiên tăng điểm á, thì phiên thứ tư thứ năm tuần này là một phiên đảo hoàn phản sinh, nhưng không biết thế nào nữa, nó cũng hơi là khó phân tích. Nhưng mà anh chị thấy rằng là phiên ngày mai nó một phiên tăng điểm nữa, và phiên thứ tư thứ năm là hai phiên tẹt lại khối lượng nhỏ, biến đồ nhỏ, thì phiên cuối tuần hoặc đầu tuần sau á là có thể có những cái điểm mua đấy. Còn nếu không á là anh chị không tham gia vào những giai đoạn này, đó là quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu như anh chị còn có hàng thì anh chị vẫn có thể nắm giữ tiếp. Còn nếu như nó thùng ở vùng này thì chúng ta thùng ở đường trên tăng trung hạn anh chị bán thôi, đúng không, cắt chạy thôi, đúng không ạ? Thì đó là về chiến lược anh chị nhé. Rồi còn nếu như mà anh chị xem ở đấy thì về chart 1 giờ, chart 1 giờ anh chị nhé, cái này thì nó khá hiệu quả trong đánh ngắn thôi anh chị đấy. Thì anh chị thấy rồi, ba phiên hôm nay năm cây nến của chart giờ thì mỗi phiên thì thường nó có 5 cây nến, nhưng mà 5 cây nến của phiên hôm nay anh chị thấy rằng là nó vẫn đang nằm dưới 50% của cây nến giảm cuối cùng của phiên thứ sáu vừa rồi. Như vậy như thế này thì nó cũng có thể là một quá trình giảm điểm tiếp đấy. Như thế này thì nó vẫn yếu hơn so với cái phiên cuối phiên cái nến cuối cùng của như là của phiên thứ sáu vừa rồi đấy, nó còn yếu hơn và nó còn nằm dưới 50% nữa. Do đó là nếu như nhìn thế này là nó vẫn có cửa giảm tiếp đấy, nó vẫn có thể có cửa giảm tiếp anh chị nhé, nó vẫn có thể có một cửa giảm tiếp đấy, có cửa giảm xuống đây tiếp đấy nhá. Rồi còn nếu như mà nhìn ở đấy thì mình cũng phân tích cho anh chị một số cái ưu điểm và nhược điểm của phiên hôm nay. Nhìn vào 5 cái nến của phiên hôm nay anh chị thấy đang là biến độ nó khá nhỏ, và nhìn có cảm giác chúng ta có một cảm giác là có thể là tạo một vùng nền là cân bằng đấy. Tuy nhiên thì cái nhược điểm thì anh chị biết rồi, 5 phiên hôm nay vẫn nằm dưới 50% cái nến của phiên thứ sáu vừa rồi, cuối cùng của phiên thứ sáu vừa rồi là chặt 1 giờ là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái nến cuối cùng của phiên hôm nay mặc dù là một cái nến tăng, nhưng anh chị thấy rồi, nếu như kết hợp của hai cái nền cuối cùng của chart 1 giờ phiên hôm nay thì gọi là phiên đáy nhịp, tức là nó có thể báo hiệu một đảo chiều tăng đấy. Nhưng cái khối lượng của phiên tăng cuối phiên hôm nay chúng ta thấy đang là khối lượng rất nhỏ, trong khi cả cái áp lực bán của như nào của cả cái nền của thứ sáu vừa rồi á, tuần trước á, là khối lượng rất là lớn đấy. Thì đó là những nét không xấu, là không đẹp. Thứ hai, những điểm xấu tiếp theo nữa là anh chị thấy đang ạ, về cái đáy MACD á, thì nó đã mất cái vùng đáy đó rồi anh chị này, nó đã mất cái vùng đáy này rồi đấy, vùng đáy này bây giờ không được tính nữa. Và bây giờ chúng ta phải tính nếu như nó mà bắt lên đây được đấy á, thì chúng ta bắt đầu là tính ở đáy này là đáy số 1, bởi vì đáy này nó là thấp hơn đáy này rồi, đúng không ạ? Đáy này là thấp hơn đáy này, do đó cái đáy này là bây giờ phải tính lại từ đầu, và nó phải chơi thế này, và chúng ta chơi tiếp như thế nào, chơi như thế này và nó sẽ chơi như thế này, nó còn đáy số 2 hay không đấy, kiểu như vậy. Nếu như thế này á thì chúng ta phải chơi có hai đáy, tức là một đáy đây gì này và đáy số 2 ở đây, và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái đường như đây, như vậy đáy phải như vậy, thì khi đó đáy hai cao hơn đáy một, mình về tương trứng là gì nhá, khi đó mới ok được, tức là tín hiệu mua hiện tại chứ có. Rồi còn có những cái nét tích cực. Nét tích cực là gì? Nét tích cực là anh chị thấy rằng là gì ạ? Mặc dù vùng giá ở đây này thì nó cao đấy, nhưng mà MACD histogram á, thì nó vẫn nằm dưới đường không, nhưng mà nó vẫn cả thấp hơn so với MACD histogram ở giai đoạn này. Mặc dù giá ở vùng này nó thấp thấp hơn ở giá vùng này 1080, nhưng mà vùng giá ở 1050 thì MACD histogram vẫn cao hơn so với vùng đáy ở vùng đỉnh là 1080 đấy. Thì đó là nét tích cực. Đấy, còn một cái nét xấu nữa đó là MACD histogram, MACD histogram hiện còn dưới 50, và MACD thì vẫn nằm dưới đường tín hiệu và nằm dưới đường không đấy. Thì đó là những nét không ok anh chị lưu ý. Như vậy chúng ta phải chờ khi nào nó có hai đáy MACD và MACD histogram bật lên đường không đấy, thì nó sẽ ok. Tức là kiểu vận động của nó thế này, nó phải vong lên không, MACD histogram anh chị nhé, nó phải vong lên đường không này để dương này đấy, sau đó nó vong lại một lần nữa này đấy, bắt lên này. Thì nếu như vậy á thì anh chị sẽ mua, anh chị sẽ mua khi nó nhá, mà vượt lên đường không ở giai đoạn này thì nó sẽ ok. Và nếu đợi quá trình này á thì anh chị cần phải, nếu như chặt một ngày anh chị thấy rằng là nó phải kéo lên MA20 vượt hoặc là không vượt, nhưng mà phiên mai yêu cầu phải tăng đấy, sau đó nó test lại
nó test lại. Đấy, thì sau đó là khoảng phiên thứ sáu hoặc là sớm thì phiên thứ năm hoặc là phiên thứ sáu tuần này hoặc là phiên thứ hai khi đó mới có điểm mua. Đó là sớm, đó là kịch bản tích cực. Còn nếu như mà cả phiên giảm tiếp theo, phiên mai nó có thể là gì ạ, cả phiên phiên mai phiên ngày kia nó có thể đi ngang vùng này á, thì anh chị cũng có chừng gì ạ, có chừng là nó có thể gãy vùng này luôn. Đấy, gãy vùng này, và khi gãy vùng này thì chúng ta thấy đấy nhá, nó có thể gãy rất sâu. Đấy, vùng nào thì mình chưa biết, ví dụ về 1020 hoặc là 1025 hoặc là 1000 ở đấy mình không biết, nhưng mà nói cũng là nó có thể như thế này. Do đó là chiến lược giao dịch là hết sức quan trọng, phải anh chị lưu ý cho mình như vậy. Đó là về yếu tố thị trường. Còn bây giờ chúng ta lướt qua các nhóm ngành. Đầu tiên là nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán thì ở đấy anh chị thấy rồi. Đấy, VND thì nó là hôm nay có một phiên phục hồi, nhưng mà anh chị chờ lên. Ở chờ như thế nào, anh chị chờ xem thử là nó lên chạm thương như thế này thì nó sẽ lên MA20 anh chị này. Đấy, kiểu vận động của nó là nó sẽ lên gì? Kéo lên MA20. Đấy, sau đó quay đầu là test làm một lần nữa. Và sáng thế này thì anh chị sẽ tham gia rất ok. Như thế này thì rất ok. Còn nếu không được như thế này á thì anh chị sẽ chưa vội tham gia, bởi vì giá còn còn dưới năm dưới MA20. Thì thường nếu như anh chị mà kẹt hàng hoặc là anh chị bắt đáy ở vùng này á, thì lên gặp MA20 hoặc là phía dưới MA20 anh chị nên bán. Đó là chiến lược anh chị nhé, nên bán. Sau đó nó test lại và nó chặt và nó sáng nhà nửa phía sau á, vượt lại MA20 anh chị tham gia rất là an toàn, hoặc là tích lũy đến MA20 anh chị tham gia trở lại là an toàn. Còn như thế này là nó có thể lên gặp MA20, nó có thể rơi tiếp. Đấy, rất là chiến lược là rất quan trọng anh chị nhé. RSI không vậy thôi anh chị ạ. RSI thì nó có một ưu điểm là nó hôm nay thì đóng cửa vẫn dưới MA20, nhưng cổ phiếu này nếu như ngày mai nó có tăng được á thì yêu cầu các phiên tới nó phải tẹt lại, tích lũy lại trên MA20. Đấy, đó là RSI. HCM thì nó ok hơn. Đấy, HCM thì anh chị lưu ý rằng là HCM thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà những cổ phiếu như HCM anh chị thấy là vùng cản bây giờ thế này và khối lượng thế này nó khá lớn. Do đó nếu như mà nhé, anh chị chơi nó kéo lên ở đây nó tẹt lại. Đấy, thì anh chị sẽ tham gia là nó sẽ khá ok. Đấy, con này thì mình mua hôm qua mình vẫn có mua này. Đấy, rồi vì SHE thì anh chị thấy đang là nó giai đoạn này khá ổn ổn anh chị nhá. Đấy, lên gặp vùng đỉnh trước này, gặp thị trường chung xấu nó có đấy, vượt đỉnh phát nó tẹt lại và biến đồ nó khá chặt này, và khối lượng nhỏ này. Đấy, khối lượng nhỏ thôi, phiên phục hồi không phải khối lượng thế này là nhỏ đâu. Đấy, mỗi phiên như vậy là anh chị thấy đang như hôm nay là đến 17 triệu đồng không nhỏ. Đấy, so với một cổ phiếu mà khoảng 50 60 triệu cổ phiếu một phiên như thế này thì nó rất là lớn. Đấy, thì nó tùy vào chiến lược giao dịch CTS đúng vậy chứ, anh chị phải chờ nó lên lên bướn lại và nó tẹt lại và thành công thì anh chị tham gia, còn không thì thôi. Đó đối với dòng chứng, một cái dòng mà nhiều anh chị hôm nay cũng có nhiều anh chị cũng có hỏi, đó là dòng thép liệu múc được chưa. Thì dòng thép thì anh chị mà theo dõi kênh của mình thì anh chị cũng thấy rồi, anh chị chờ nó lên giống như lúc này mình phân về VND thôi, anh chị chờ nó lên gặp MA20 nó quay lại tẹt ra khối lượng nhỏ thì anh chị thì tham gia trở lại là ok. Còn nếu như nó lên MA20 hoặc là nó vượt MA20, nó tích lũy trên MA20 biến chặt khối lượng nhỏ và xác nhận phía sau anh chị tham gia thì rất an toàn. Đấy, còn nếu không là anh chị không vội. Đấy, mình là về sẵn ở đây anh chị này, còn nó còn đây. Nam Kim cũng vậy thôi anh chị. Đấy, hiện tại như thế này và nó bứt một phát lên gặp MA20 nó quay lại tẹt một phát là rất ok. Cái chiến lược thì anh chị xem con hạt ra hạt là anh chị thấy rất rõ đấy anh chị này. Đâu mình đây. Tất nhiên bối cảnh mỗi giai đoạn nó khác nhau anh chị nhá, nhưng mà cái cách thức vận động thôi. Ở đấy hạt ra hạt đấy là quá trình này, là quá trình gì ạ, à, quá trình này là giai đoạn đầu là giai đoạn phân phối, nhưng mà sau đó là quá trình tái tích lũy lại. Đấy, thì hiện tại thì nó như con hạt ra hạt này anh chị thấy đang là quá trình tích lũy của nó là hơn 3 tháng, và anh chị thấy này, đấy, giai đoạn đầu là anh chị thấy nó lỏng lẻo và khối lượng lớn thì nó sẽ không lên, và nó có diện nó vẫn cứ tích lũy trên loanh quanh qua MA50, và sau đó nó có quá trình rũ bỏ này, rũ bỏ nhưng anh chị thấy là khối lượng nó vẫn không ra này, nó phục hồi lên anh chị thấy gần gặp MA20, không được đến MA20 đâu. Và sau đấy ạ, nó rủ bỏ lại anh chị thấy là khối lượng kiệt hẳn này. Đây, sau đó đấy chứ nó có phiên xác nhận phía sau khối lượng lớn anh chị tham gia. Đấy, anh chị thấy chưa, ok, anh chị mua phiên này được, mà thậm chí anh chị mua phiên này cũng ok, đúng không ạ, ok. Đấy, thì về trong thẻ nó nói chiến lược, cái cách thức vận động của cổ phiếu nó nói như vậy thôi, trong thẻ và trong chứng vậy thôi nhé, trong thẻ khóa sen không vậy thôi, anh chị chờ xem thôi có những quá trình như hạt ra hạt hay không, đúng không ạ. Cái cách thức vận động nó nhiều lắm. Đấy, thì đó là về dòng thẻ và chứng rồi. Về dòng ngân hàng thì hiện tại anh nhìn thấy rồi, hiện tại những phiên hôm nay có nhiều cổ phiếu ở CTG có một phiên rút chân này, đấy, khối lượng nhỏ này, nhưng mà nói về những giai đoạn này anh chị theo dõi anh chị đánh giá thị trường thôi. BIDP nhiều khả năng nó sẽ lên mà gặp MA20 nó quay lại tẹt. Đấy, tẹt thành công thì nó sẽ có cái quá trình vận động như mình hay phân tích với anh chị đấy. Rồi là Vietcombank cũng vậy, nhiều khả năng nó sẽ có những phiên mà kéo lên gặp MA20 thôi.
vùng 89.000, sau đó nó quay lại test sẽ ok. Đấy, tiến phong Tây Cung Bay hôm nay có phiên một phiên trả cũng khá ổn này, đúng không ạ? Phiên hôm qua đạt rất sâu hơn 4% thì hôm nay chúng ta thấy là một phiên tăng lại. Nhưng mà khối lượng nhỏ như thế này thì nhiều khả năng mà nó tích lũy lại ở vùng này mà có phiên xác nhận phía sau chúng ta tham gia thì rất là ổn ổn anh chị nhé. Đấy, thì về cơ bản là mình đánh giá quá như vậy để anh chị xem để chúng ta đánh giá về thị trường thôi. Đấy, hiện tại thì như dòng bánh hiện tại là cũng có những cổ phiếu lên, có những cổ phiếu đang điều chỉnh lại, có những cổ phiếu đang tích lũy, đúng không ạ? Thì đó là về dòng ngân hàng. Ở về dòng bất động sản khu công nghiệp á, thì ví dụ SCC cũng có quá trình sau quá trình vượt đỉnh này, đấy vượt đỉnh này, thì nó có đến test lại đỉnh thôi anh chị, test lại đỉnh. Và như phiên hôm nay là một khối phiên khối lượng nhỏ, nhưng mà phiên hôm qua thì biến hơi lớn và khối lượng hơi lớn, do đó nó những cổ phiếu này bây giờ nó lên nó cần phải có thời gian tích lũy lại thêm. Rồi EDC cũng vậy, EDC, đấy anh chị thấy chưa, quá trình nó lỏng lẻo và nó có quá trình test lại, hiện tại khối lượng nó nhỏ, đấy thì khả năng những cổ phiếu này nó sẽ tích lũy thêm, nó sẽ vượt được vùng đỉnh này, đây là đó những kịch bản tích cực anh chị nhá. KBC cũng vậy, hôm qua là phiên giảm sàn cùng với dòng ngành nhóm ngành bất động sản thì hôm nay là một phiên là gì ạ? Một phiên chạm lại trước đến 10-20 để lấp lại vùng cản này. Và chúng ta thấy là một phiên kéo lên khối lượng nhỏ. Thì như thế này là nó khá hiện tại là khá ổn. Tuy nhiên chúng ta cần phải chờ quá trình tích lũy thêm, đúng không ạ? Và quá trình tích lũy thì có thể là một cái vùng giá nào đó. Thường thì nó thể dao động dưới 10-20 anh chị này, như cổ phiếu này là thường khoảng dưới 10-20. Và sau đó thì nó có những phiên nhé. Dấu ấn ở đây. Đấy thì nó thể ok. Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý vì những cổ phiếu dòng bánh á, vừa rồi con này rất là dễ bị chỉnh này. Đấy. Con này nó kiểu như thế này gì này, tích lũy dưới này, xác nhận này. Đấy, khối lượng kiệt xác nhận lại nhưng mà anh chị thấy đang là nhỉ? À, nó không thành công, có những lúc là nó thể không thành công. Đấy, ví dụ LBB hôm qua nó kéo lên rất là tốt. Đấy, gặp thị trường chúng xấu nữa là nó phải chứ, nó đạp tiếp. Đấy, cho nên có những lúc nó thể vẫn không thành công đâu anh chị nhá. Đó là về dòng ngân hàng, thép, chứng, bất động sản của công nghiệp mình nói rồi, bất động sản một số cổ phiếu thì về bất động sản thì giai đoạn vừa rồi thì mình về cơ bản là mình sẽ không tham gia. Ví dụ như nhà kháng điện anh chị thấy này, kéo lên khối lượng nhỏ này, đạp xuống khối lượng lớn này, kéo lên khối lượng nhỏ này. Đấy thì hiện tại những cổ phiếu này nó muốn lên được thì nó cần phải có quá trình tích lũy thêm. Còn nếu như mà khối lượng con lớn này thì nó muốn lên nó phải vượt qua những vùng khối lượng này. Đấy anh chị lưu ý nhá. Rồi ví dụ đất xanh này. Khối lượng lớn thế này là nó không lên. Mình đã phân tích cho anh chị nhiều lần rồi đúng không ạ? Rồi là DG cũng vậy. Nó muốn lên thì thường là nó phải có quá trình tích lũy lại, còn nếu không tích lũy lại khối lượng lớn thế này nó rất khó để lên. Đấy. Hiện tại trong bất động sản thì mình đánh giá quá như vậy. Thì nội một số nhóm cổ phiếu xây dựng nữa anh chị ạ. Xây dựng thì ví dụ HHV này. Rồi mình nói quá, mình liệt quá kế quá đây mình trình bày anh chị. Rồi là LCG này. Rồi ví dụ như FCN rồi Đạt Phương C4G vân vân á. Thì anh chị xem thử và KSB mình đưa vào ở đây luôn á. Thì anh chị thấy đang nó muốn ok á. Thì nó phải đi theo một quá trình, đó là nó phải có quá trình. Như bọn này nó lên đây nó phải có quá trình tích lũy lại. Đấy, giống như lúc nãy mình phân tích trong thẻ thì khi nó mới lên được. Còn nếu không mà nó lên ở đấy mà khối lượng như thế này và nói nó không tẹt lại và khối lượng thẻ không cần kia thì nó thẻ không lên. Đấy thì đó là chiến lược giao dịch. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian lắng nghe cả chia sẻ và phân tích của kênh Tiền Lưu. Chúc anh chị luôn mạnh khỏe và đầu tư hiệu quả. Xin chào và hẹn anh chị trong video lần sau.